Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19:30 phút tối nay, thầy trò của ông Park Hang-seo sẽ thi đấu với đội tuyển Malaysia. Các cổ động viên Việt Nam hiện nay đang rất mong chờ được vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội nhà. Tuy nhiên, thị trường vé không đủ đáp ứng cho khán giả, vì thế vé chợ đen cũng theo đó biến động không ngừng. Ngay từ khi những tấm vé đầu tiên được đưa ra thị trường, vé chợ đen liên tục đẩy giá từ mức gấp đôi, gấp ba, và thời điểm này đã gấp khoảng 10 lần giá gốc. Đi qua sân vận động Mỹ Đình những ngày này, không khó để nhận ra những người phe vé, đa số là những trung niên trên tay luôn cầm 2-3 cặp vé mời chào mỗi khi có người đến có ý định mua vé. Giá mỗi cặp vé đã được tăng chóng mặt, một cặp vé rẻ nhất là 900.000 đồng và cặp vé đắt nhất được phe vé bán đã lên tới 4 triệu đồng tùy vào khán đài. Giá vé trên trời như vậy chủ yếu do nhu cầu của người hâm mộ cần vé. Phần khác, vé những vị trí đẹp được giữ sát ngày trận đấu diễn ra hồi bán. Báo chí châu Á đã có nhiều lần bày tỏ sự bất ngờ khi khán giả Việt Nam phải xếp hàng từ nửa đêm để mua vé một trận đấu vòng bảng tại AFF Cup.